nhà thuốc phải thực hiện niêm yết giá bán lẻ kích xét nghiệm. Tại họp báo chính phủ thường kỳ tháng 2 năm 2022 diễn ra chiều tối ngày mùng 3 tháng 3, nhiều vấn đề nóng đã được báo chí đặt câu hỏi đối với đại diện ngành y tế Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên như khả năng sẵn sàng đáp ứng của ngành y tế trong trường hợp số ca mắc tiếp tục tăng cao, chuyện đơn giá kích xét nghiệm hay vấn đề tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi trong thời gian sắp tới. Vì sao ép không tăng cao? Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cho biết, từ khi Việt Nam xuất hiện COVID-19, Virus SARS-CoV-2 thường xuyên có biến chủng Alpha, Beta, Gamma, Delta và Omicron. Chủng Delta đã gây ra đợt dịch thứ 4 trong thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Nam có tốc độ lây lan trên 3 lần so với chủng cũ. Chủng Omicron lây lan tăng trên 2 lần so với chủng Delta, như vậy tốc độ lây lan của chủng Omicron gấp 5 lần chủng cũ. Đây là nguyên nhân gây tăng cao KF0. Thứ hai, chúng ta đã có tỷ lệ bao phủ vaccine rất cao, từ 18 tuổi trở lên cơ bản mũi 1 đã tiêm xong, mũi 2 đạt sấp xỉ 98%. Trẻ em từ 12 đến 17 tuổi tiêm mũi 1 đạt 98%, mũi 2 khoảng 96 đến 97%. Với độ bao phủ vaccine như vậy, một số bộ phận người dân cho rằng đã tiêm vaccine rồi nên tư tưởng chủ quan. Khi có độ bao phủ vaccine như vậy, chúng ta lại có những yếu tố cơ bản như thuốc điều trị, do vậy đã chuyển hướng, từ phát hiện, ngăn chặn, khoanh vùng, dập dịch, chuyển sang thích ứng an toàn, linh hoạt và mở các hoạt động, nhưng vẫn tuân thủ các nguyên tắc mà Thủ tướng đã chỉ đạo đó là 5K cộng vaccine, thuốc, công nghệ và ý thức của người dân. Tuy nhiên, khi chúng ta mở ra như vậy, một bộ phận người dân có tư tưởng chủ quan, không thực hiện nghiêm nguyên tắc trên, từ đó, tốc độ ép không tăng cao. Tuy nhiên, theo Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên, chúng ta cũng không quá lo lắng bởi Việt Nam là một nước được đánh giá là top 10 thế giới, đứng top 5 ở châu Á, top 2 Đông Nam Á về tốc độ bao phủ vaccine. Bên cạnh đó, hiện nay thế giới đã, đang nghiên cứu và đưa một số thuốc vào điều trị. Tại Việt Nam, ngày 17 tháng 2, Cục Quản lý Dược Bộ Y tế đã cấp phép cho ba giấy phép cho thuốc Monupira vừa để đưa vào điều trị. Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên, tiêm vaccine cho trẻ 5 đến 11 tuổi, an toàn là trên hết. Về tiêm vaccine cho trẻ, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cho biết, khi xây dựng kế hoạch tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi, Bộ Y tế đã báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, xin ý kiến các bộ, ngành. Sau khi tổng hợp các ý kiến, Bộ đã báo cáo Chính phủ. Chính phủ cũng đã có nghị quyết đồng ý mua vaccine tiêm cho đối tượng từ 5 đến 11 tuổi với số lượng 21 triệu liều tiêm cho khoảng 11,9 triệu trẻ. Với hai mũi tiêm, Thủ tướng Chính phủ cũng đã có quyết định cho phép Bộ Y tế mua vaccine phòng COVID-19 theo cơ chế đặc thù. Đặc biệt, Bộ Y tế đã lấy ý kiến cộng đồng, nhất là phụ huynh học sinh từ 5 đến 11 tuổi. Trong đó, tỷ lệ phụ huynh đồng ý cao tiêm cho trẻ khoảng 78%. Cùng với khảo sát của Ban tuyên giáo, Bộ Y tế nhận thấy Cơ bản người dân rất đồng tình với việc tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ ở nhóm tuổi này. Bộ Y tế đã làm việc với hãng Pfizer để xây dựng dự toán và kế hoạch để phấn đấu trong tháng 3 này. Chúng ta đưa được 7 triệu liều vaccine Pfizer về tiêm cho trẻ. Trong quý 4, đưa số vaccine còn lại về Việt Nam. Tuy nhiên, thời gian tiêm sẽ kéo dài sang năm sau, vì sau tiêm mũi 1 sẽ phải có thời gian để tiêm mũi 2. Trả lời thêm về vấn đề này, Bộ trưởng, chủ nhiệm văn phòng chính phủ, người phát ngôn của chính phủ Trần Văn Sơn nhấn mạnh. Đây là vấn đề rất quan trọng và phải thận trọng từng bước. Bộ Y tế cũng đã rất thận trọng, phải tham khảo kinh nghiệm của nhiều quốc gia và phải đặt tính an toàn lên trên hết. Cơ quan chức năng kiểm tra việc kinh doanh, thiết bị y tế tại nhà thuốc, xử lý nghiêm các nhà thuốc cam hàng, tăng giá kích test. Đối với kích xét nghiệm, cách đây 2 tuần, Bộ Y tế đã chủ động họp với các bộ ngành có liên quan, Bộ Công Thương, Tài chính, kế hoạch đầu tư bàn về việc này. Họp với gần 100 doanh nghiệp được Bộ Y tế cấp phép để cung cấp kích xét nghiệm. Đồng thời, Bộ Y tế cũng đã gửi công văn tới Ủy ban Nhân dân các tỉnh để triển khai tăng cường công tác kiểm tra giám sát, tránh việc găm hàng, nâng giá và thực hiện không đúng. Trong đó, Bộ yêu cầu doanh nghiệp phải nghiêm túc thực hiện công khai giá bán buôn, bán lẻ trên cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế, yêu cầu đại lý thứ cấp như nhà thuốc, hiệu thuốc, quầy thu ốc phải thực hiện niêm yết giá bán lẻ. Những cơ sở nào không niêm yết giá bán lẻ thì doanh nghiệp không cung cấp kích xét nghiệm nữa, đồng thời chính quyền địa phương vào cuộc kiểm tra, xử lý. Để tránh tăng giá, cũng cần ý thức của người dân, phải tuân thủ hướng dẫn của Bộ Y tế, chỉ mua khi cần, không quá nôn nóng mà mua dự trữ, làm mất cân bằng cung cầu, dùng đến đâu mua đến đấy. Bộ Y tế cũng có hướng dẫn xét nghiệm mẫu gộp, trong một gia đình có thể xét nghiệm nhanh mẫu gộp hai người. Như chủng Omicron, hai đến 3 ngày mới có một chu kỳ lây nhiễm, như vậy khoảng 2 đến 3 ngày xét nghiệm một lần, như vậy giảm được nhu cầu sử dụng. Và cuối cùng là tăng cường kiểm tra, thanh tra để xử lý các trường hợp vi phạm. Liên quan đến vụ án kích xét nghiệm đang được điều tra, Trung tướng Tô Ân Sô cho biết, cơ quan điều tra, Bộ Công an đã làm xuyên tết để thúc đẩy quá trình điều tra của vụ án công ty Việt Á. Đến nay, thứ nhất, cơ quan điều tra, Bộ Công an đã tiến hành ủy thác cho cơ quan điều tra công an cấp tỉnh, thành phố tại 62 trên 63 tỉnh, thành phố để tiến hành thu thập các tài liệu liên quan đến công ty Việt Á bán kích xét nghiệm trực tiếp, gián tiếp cho các tổ chức, cá nhân, pháp nhân tại các địa phương để tập hợp, củng cố, xác minh, làm rõ đầy đủ các hành vi của các đối tượng trong vụ án này các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé